Theo kế hoạch, vào ngày 17 tháng 12 tới đây, thương hiệu ô tô Trung Quốc Hai Ma sẽ chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam, thông qua sự kiện giới thiệu hai mẫu xe mới mang tên 7X và 7XE. Trước thời điểm đó, giá bán dự kiến của Hai Ma 7X đã được nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý tiết lộ. Cụ thể, Hai Ma 7X sẽ có giá khởi điểm khoảng 800 triệu tại Việt Nam. Nếu con số này là chính xác, tân binh của phân khúc MVV tại Việt Nam sẽ đắt hơn những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Spander, Toyota Veloz Cross, Honda BGV và Suzuki XL7. Tuy nhiên, nếu so với cặp đôi Toyota Innova Cross và Hyundai Castin, hai ma 7 x có giá khởi điểm thấp hơn một chút. Có thể nói giá bán của hai ma 7 x chưa thực sự hấp dẫn, đặc biệt với một mẫu xe đến từ Trung Quốc. Điều này dự kiến sẽ gây không ít khó khăn cho hai ma 7 x trên con đường chinh phục khách hàng Việt. Ra mắt thị trường Trung Quốc từ năm 2020. Hai 7X sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4815 mm, 1874 mm, 1720 mm và chiều dài cơ sở 2860 mm. Như vậy, hai ma 7X có kích thước tương đương Toyota Innova Cross và lớn hơn những mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Spander hay Toyota Veloz Cross. Hai ma 7X sở hữu thiết kế ngoại thất góc cạnh và sắc sảo. Điều này được thể hiện rõ qua những chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt đèn pha, đèn hậu và cản trước sau. Ngoài ra, xe còn có những đường dập gân nổi bật như trên nắp capo và bên sườn. Tương tự Toyota Innova Cross, mẫu MPV Trung Quốc này dùng cửa mở thông thường thay vì cửa lùa. Trang bị của hai ma 7X tại Việt Nam chưa được công bố cụ thể. Trong khi đó, tại Trung Quốc, xe sở hữu nội thất 7 chỗ với những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12.3 in ghế bọc da, tính năng điều khiển bằng giọng nói, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, camera giám sát hàng ghế thứ ba. Thông tin về động cơ của hai Ma 7X tại Việt Nam cũng được giữ kín. Tại thị trường Trung Quốc, xe có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng tăng áp 1.5 lít với công suất tối đa 165 mã lực. Thứ hai là máy xăng tăng áp 1.6 lít, sản sinh công suất tối đa 195 mã lực. Cuối cùng là những tính năng an toàn như 6 túi khí, camera lùi, camera 360 độ, phanh tay điện tử và hệ thống kiểm soát hành trình. Một số tính năng an toàn chủ động ADAS cũng có trên mẫu xe Trung Quốc này. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu Hai vào thị trường Việt Nam. Vào năm 2011, mẫu xe này từng được phân phối tại Việt Nam nhưng không gây được tiếng vang. Trong lần quay trở lại này, Hai sẽ hợp tác với nhà nhập khẩu và phân phối mới là Cavivu. Ngoài cặp đôi 7X và 7XE, Thương hiệu Hai Ma còn dự định giới thiệu mẫu SUV cỡ C mang tên 8S ở Việt Nam.